Dạ xin kính chào quý bà con cô bác trên kênh của Dung Dân Dung Vẻ. Hôm nay thì Dung đang ở một cái nơi rất là đẹp cả nhà ơi. Hôm nay thì đang ở văn phòng và nhận được một cuộc điện thoại là của các anh chị là rủ đi uống cà phê. Và hồi nãy thì mới đi ăn với lại đội ngũ với lại các bạn nhân viên về. Thì bây giờ thì Dung đang ở trong một cái trung tâm thương mại và các anh chị hẹn là đi uống cà phê. Đố cả nhà biết hôm nay ai hẹn ạ? Dạ đó chính là nghệ sĩ Phú Quý. Nghệ sĩ Phú Quý và chị Dung cũng như là có bầu xô là cô bầu xô Thúy Uyển á. Là được rồi, là Dung cũng mới cắm implant xong. Và sau khi mà cắm implant xong á, hồi trước á là Dung làm răng cho nghệ sĩ Phú Quý. Sau đó là trước nữa là cắm implant cho chị Dung hải sản, sau đó là chị Dung giới thiệu nghệ sĩ Phú Quý, xong rồi bắt đầu là nghệ sĩ Phú Quý thì lại giới thiệu tiếp là bồ xô Thúy Uyển. Nhưng mà thật ra bồ xô Thúy Uyển thì chơi với lại nghệ sĩ Ngọc Huyền và rất là nhiều các anh chị ở trong đây, gọi như là một nhóm đó. Thì là đợt rồi là cô cũng qua cắm implant và bây giờ thì cũng làm xong cái răng tạm rồi, và hôm nay là ngày 8 tháng 3 thì các cô chú là hẹn nhau đi uống cà phê và có gọi Dung nữa, thì Dung cũng tranh thủ chạy ra xíu với lại tặng quà 8 tháng 3 cho mọi người. Và các cô các chú thì hẹn ở cà phê Phúc Long á, thì bây giờ thì Dung đi để kiếm nha cả nhà. Dạ ủa không biết là nghệ sĩ Phú Quý ở đâu ta? Hello. Dạ. Dạ. Dạ dạ dạ. Dạ dạ. Đây là đi làm đi khất thực hay là gì đấy? Dạ không. Chứ làm gì? Đem quà đi tặng hôm nay 8 tháng 3. Trời đất ơi, làm gì anh có linh cảm anh sẽ được quà. Dạ không, có chị Diệu có thôi anh. Có chị Diệu có thôi. Dạ chào chứ vậy trời. Không bao dung nữa. Dạ 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 cô. Không ngày nay. Không em. Không anh Quý. Em á là em đưa thôi, em sách tới thôi, còn anh Quý hôm nay anh Quý tặng. Dạ anh Quý đại diện tặng. Anh Quý đại diện tặng. Trời ơi, rất trời sướng quá. Tao má biết là con trong cái hộp quà đó là một chai kem đánh răng với cái chai kia. Quà yêu cầu. Trời ơi, thấy chưa? Cả nhà. Được rồi. Sao yêu cầu hai cái bóng đó vậy? Thì xài rồi tốt. Bây giờ yêu cầu tiếp hả? Yêu cầu tiếp. Trời ơi. Chung Anna là nhà tài trợ luôn đi. Tài trợ nguyên cho nhóm. Ok, tài trợ nhóm. Chỉ cần các anh chị các cô mà chịu xài thôi là cứ hết là nói em ship qua nhà. Dạ. Hôm nay là cái ngày phụ nữ. Dạ. Quốc tế. Ngày này là cái ngày nó trở thành là ngày truyền thống rồi. Dạ. 8 tháng 3. Dạ. Thì anh Quý đi theo là xả ra đây thôi. Dạ. Chứ anh Quý không được hưởng cái này. Nhưng mà ngược lại anh thấy có cái này là tự nhiên anh đặt áo vàng. Mà quà này cũng áo vàng. Trời ơi. Hộp vậy đó. Cho nên cái này là cái lọc. Cái này là không biết bao nhiêu phần. Dạ. Tôi hốt phần nữa. Là dạ. Cái lọc mà. Rồi lúc đó tôi mới tặng lại các chị. Đúng dạ, không? Dạ. Còn cái em đưa ra đây là em cũng biết là để làm gì. Đem tặng cho các chị, các cô. Các chị, các cô ở đây. Dạ, nhưng dạ. Cái này nó nằm trên chỗ anh thì nó lại đi với cái màu này. Không, giờ anh đại diện cho em. Dạ. Đại diện anh tặng các chị. Dạ, dạ. Ok, vỗ tay. Vỗ tay. Rồi. Cảm ơn nhiều. Bây giờ... Cảm dạ. Ơn Dung Anna. Đây là món quà của Dung Anna. Dung Vẻ. Và cái này là trung tâm nha khoa làm cho răng đẹp, răng sáng, răng hư bên này, nhổ bên đây, dù không phải, nhổ đều, trồng răng mới. Ông nhổ lần, trung tâm nhổ răng lần lần. Trung tâm nhổ răng lần, nhổ hai hàm, rồi sẽ có hai hàm mới. Dạ. Bây giờ, đây, tôi xin đại diện cho Dung Anna, trung tâm nha khoa, Anna, gửi tặng chị Thúy Uyển. Rồi. Bầu xô Thúy Uyển, trời ơi. Ở Hoa Kỳ. Khi nhận quà là cho Uyển có một câu. Câu nói. Thật sự là chị này về thăm bạn bè. Vui là mới là gặp Dung ở đây. Uyển mình đi làm răng thì mấy người bạn như Dung hải sản có nói là ở chỗ này làm tốt. Thế là theo ý mình đó. Thì có tới thì bây giờ coi như gia đình. Dạ, dạ. Coi như con. Dạ, dạ, dạ. Thì phải nói là Nguyễn nó đi lên mấy cái răng đó. Tiền bạc thì dung tính cũng đặc biệt. Nó đúng yeah. Ra cũng là nhẹ nhàng lắm. Mà thấy giá bằng hữu. Mà thấy cái người mà đã làm trước Nguyễn á rất đẹp. Ở đây mình nói đây không phải là quảng cáo. Nhưng mà hầu như là mình có gì mình nói thấy. Thành ra sẵn đây cái ngày phụ nữ thì nói Nguyễn cũng cảm ơn con.
mỗi lần tới được tiếp đón rất là nồng hậu mà má nhát quá chứ cũng nói không sao mà thật sự là không có gì đau quá đau dạ đau bị nhát ghê lắm mà lúc mà kê vô làm hơn 6-7 cái răng implant đó thành ra về nhà cũng tỉnh bơ thôi dạ thì đây là má Nguyễn ăn bánh mì giòn nhai được hơn nít. Không, má Huyền là mới có đeo răng tạm thôi, là em mới cắm em lên thôi, xong rồi em làm răng tạm thôi. Dạ. Má cảm ơn con nhiều. Dạ, cảm ơn má, biết ơn má, chúc má lúc nào cũng trẻ khỏe yêu đời. Dạ. Cái người ngồi cạnh má Huyền á. Dạ. Tôi gọi bằng chị chứ Huyền. Đúng rồi. Mà trong giới anh em gọi là má. Dạ. Tôi thì Huyền ngang tuổi nhau. Dạ. Xê xích vài ba tuổi rồi, Thúy Huyền thôi, gọi thân. Dạ. Bây giờ bên cạnh hồi nãy là ở Mỹ, bây giờ Canada. Canada, trời ơi. Canada. Dạ. Hai Việt kiều. Này là cảm ơn. Dạ, cảm ơn cô Cẩm Hương. Dạ. Cô Cẩm Hương chưa có làm răng bên Anna nhưng mà rồi dẫn rất nhiều bạn qua. Qua đó. Đưa bạn, đưa em gái gì qua. Dạ. Xin gửi cô Hậu, cái người mà nãy giờ nói là yêu cầu đó. Qua yêu cầu, qua theo yêu cầu. Yêu cầu. Cảm ơn nhiều. Chúc má lúc nào cũng trẻ khỏe nè. Bên dạ. Cạnh tôi thì tặng cho bông hoa của tôi, người đẹp. Người đẹp của anh, bên anh màu áo tim. Áo vàng, vỏ vàng nè. Dạ, dạ. Chú nói là anh tặng cho người áo tím. Tặng cho người áo tím á. Chúc còn Dung, còn mấy người. Còn chị Dung hải sản. Ủa bên đây chị Ngọc Quyền qua không anh? Có chị Ngọc Quyền không? Tối mới gặp. Ai chị Ngọc Quyền đi tỉnh? Dạ. Rồi tôi không sẽ hứa là phần này còn lại thôi nhưng tôi tặng hết. Nhưng mà những người bạn chuẩn bị tới đây tí nữa tôi sẽ tặng tiếp chào các bạn nhé. Dạ ok má. Không sao không sao má gia đình hàng xóm láng giềng gì đó không sao cứ đưa vô đây cho con. Dạ. Dạ cứ đưa vô con khám đi. Dạ. Dạ. Xíu, à nó kêu rồi hả? Xíu nó xong rồi Hải đi lấy á chị. Chờ xíu bé Hải đi lấy. Được rồi, em mới làm xong cái series Dung Dăng Dung Dẻ dắt trẻ đi chơi á anh Quý. Nhưng mà chưa có phát xong. Vậy anh làm em bé phải không? Không, được rồi là dắt hai bé là nghệ sĩ Phương Dung với nghệ sĩ Phi Phụng. Dạ, để mùa 2 chắc là dắt bé Phú Quý. Không, bé Phú Quý làm gì nè? Là một người dẫn đường cho hai đứa đó đi. À là bé Phú Quý là thành hướng dẫn viên hả? Hướng dẫn viên. Dạ. Để em xong cái mùa 1 đi xem coi là khán giả hưởng ứng như thế nào. Xong rồi bắt đầu là sẽ lên cái kịch bản để làm mùa 2. Nhưng mà đi nó cũng hơi cực nhanh Quý. Cái quan trọng là đi giúp cho em thôi chứ anh không có nghĩ tới gì đâu. Hợp đồng thì phải ký trước nha. Dạ. Chứ coi chừng cái ngày đó anh bệnh số. Dạ. Dạ dạ có để xíu không đưa cho xíu không đưa lưu cho dạ xíu không đưa lưu dạ được xíu không đưa lưu dạ lưu má dạ không nhưng mà cái tour được rồi anh Quý đi là quay nó vừa nắng nè rồi nó vừa rất là mệt nè có chơi trò chơi vận động đồ này kia nữa. Anh Quý là mùa 2 có đi với em không? Anh là vận động viên em lo gì. Anh chơi thể thao ngoài sân ngoài trời cả ngày cả buổi nó có mệt mỏi gì. Ví dụ như là phải bơi lội đua thì anh Quý có đua không? Trời ơi, anh là người dân như sông nước mà miền Tây mà. Anh lội thì lội đua với mấy con đĩa. Lội đua với con đĩa. Trời ơi có đó. Quý không nhớ nhỏ Quý bơi nha. Cái sông Quý sao nó quăng theo nè. Mà Quý bơi qua nó chui vô con mũi luôn á. Tôi nhớ rồi, đứa ấy không làm, má Nguyên nó lấy cái dầu bằng cầu á, té nắm giật ra. Đúng vậy, nó chui vô. Có cái phim gì mà anh Quý mà nhảy cái tụm xuống xong rồi lặn mất tiêu á, cái phim gì? Ta tắm ao ta đúng không? Cái đó từ năm bao nhiêu ta? Đó, thì mới quay đó. Không. Vinh Ngọc Đào. Lâu rồi, cái đó quay lâu rồi. Cái phim ta tắm ao ta là nhớ cái năm... Không, 20. 20 năm. Em nhớ là cái phim đó là anh Quý là nhảy xuống sông cái tụm cái là lặn mất tiêu á là Lan rồi đó. Dạ. Lan Bảo Quốc. Dạ. Diệt Trinh Hồng Đào. Dạ. Ta tắp ông ta. Dạ. Phim
Rồi bây giờ mà diễn lại cái cảnh đó là nhảy cái tụm xuống là bơi đồ này kia vẫn bơi được không anh Quý? Thì do cái cách xe em tùy. Ôi dạ, dạ. Cái đó anh nhảy cái cỡ nào cũng được, cái cách xe nhiều mà ta nhảy nhiều lần. Cái xe ít thì vậy thôi. Dạ. Anh em mình lớn rồi nói chứ cũng có sức khỏe cũng tùy tiện theo thời gian. Không tùy mà... tiện theo cái hợp đồng ký nữa. Không, nếu bây giờ nếu mà theo cái hợp đồng mà cái mình cảm thấy cái sức mình được á. Dạ. Mà biết anh Quý theo hợp đồng này cứ lắm anh ráng thì tôi ráng nữa cũng được. Tin là sẽ làm được. Anh Nguyễn Quý, hai em ấy mình ký hợp đồng nhưng mình ký dài hạn á, nhưng mà em trả bằng Implant được không? Bây giờ cái đó là hiện giờ anh, cái bộ răng của anh em làm chứ đâu? Dạ. Tốt cũng chết. Tốt cũng chết. Anh cuối đời cũng chưa có sao làm đó. Thì có tính vậy rồi nó bị anh bị lỗ. Vậy anh, vậy anh. Vậy thì ông ấy từ từ. Không, bình tĩnh đi, không sao đâu. Em lúc mà giờ em cứ thâu nhập em trả theo hàng tháng cũng được. Trả theo hàng tháng hay trả góp hả? Ví dụ giờ cái hợp đồng nó là 10 đồng. Dạ. Thì em không giải quyết lần một, em có giải quyết theo em mỗi tháng rồi lấy đúng 10 tháng cũng được. Có nghĩa là có thể là, nhưng mà phải tính cái tiền lãi nha. Ví dụ hồi đó tính ví dụ như là nó 10 đồng đi. Dạ. Mà giờ trả 10 tháng thì nó thành 20 ví dụ đó. Dạ dạ. Xong rồi cho thuê nhà đó. Cứ chia ra xong rồi góp xong rồi tính thêm tiền lãi vô. Không, nhưng mà em làm tôi dắt trẻ đi chơi, mà dắt hết trẻ đi chơi ở đây chắc là cũng vui lắm anh Quý. Được chứ, mấy chị đi, miễn chị có cái xe mấy chị đi hết. Trẻ chấm hỏi. Trẻ chấm hỏi. Không, thực sự là cái chương trình đó em mới quay thêm chưa biết là phát sóng như thế nào. Chị dùng thì anh Quý không có tính đâu. Dạ. Anh ủng hộ em hết mình mà. Dạ. Mà em đâu có để anh thiệt thòi. Em muốn tụi nói chứ nó thấy anh vậy nó một tội nghiệp, nó tặng thêm nữa Hương ơi. Nhớ đừng tặng răng rồi thôi. Nhớ đừng tặng răng phải không? Răng giờ ta ngon nghẻ hết trơn rồi. Răng này là làm đó nè. Anna nè, tụi Anna là đó. Nhớ em muốn tụi lắm. Dạ. Trời, làm răng có đau. Vô gặp bác sĩ nó quý cho em xin chiếc thuốc tê cho nó khoan. Bài thử. Trời ơi, không đau nó. Trời, nó có thiệt anh. Ban đầu làm mấy cây sao nữa làm quen hai hàm. Không, không mà chị nhớ không, anh Quý làm răng là không tốn một miếng thuốc tê luôn. Không tốn miếng thuốc tê á. Trời, chị mà bác sĩ không đâu. Chú Hương Quý là không hề tốn thuốc tê luôn á. Không chích tê luôn, không mày tê. Mày mấy chục cái răng mà luôn. Mà em biết không, có dùng là tôi nói ban đầu ông có nha sĩ, ông nói anh Quý làm mà mấy cái trên. Cái trên đây hay là làm hết thử bên này đi. Ông nói không đau sao, tôi nói không. Làm thử tôi ghiền tôi nữa làm luôn. Thành ra là cái này là coi như chích công, không có một mũi thuốc tê nữa trơn. Đúng rồi, cái hôm em vẫn nhớ. Cái hôm anh Quý tới, anh Quý sợ, không dám làm. Không, em cũng có mấy người à, đếm trên đầu ngón tay á, từ cái hồi mà em làm nha khoa đến giờ luôn á. Mà anh Quý là nằm trong top luôn á. Người ta làm một răng, hai răng thôi, nhưng mà anh Quý là làm mấy chục răng luôn, nhưng mà không chích một miếng thuốc tê nào luôn. Mà răng còn tủy nha. Đang còn tiện luôn á. Hello chị, vô đây, ngồi đây, ngồi đây. Sao bữa nay lẹp dữ vậy nè? Nhân dịp sẵn cô Dung đây, anh Quý. Anh Quý tặng quà kìa, anh Quý tặng quà kìa. Cho cô Dung, nhân dịp cho Dung Anna, trung tâm nha khoa Anna được 3 tháng 2. Nói rõ đi chị. Không, cái đó là quà của anh Quý á. Đang cười tê tét hả? Quà của anh Quý á, hồi nãy là anh Quý nhận hết rồi đó. Anh đại diện. Dạ. Sao anh đại diện cho Anna, anh tặng cho Dung. Em cũng đại diện cho Dung Anna nhận quà của anh nghệ sĩ ưu tú Quý. Ngày 8 tháng 3 phụ nữ mà tặng quà như vậy rất là được hạnh phúc ha. Hạnh phúc chị, ai cũng hạnh phúc hết á. Ngồi chị, ngồi chị. Sao bữa nay chị đẹp dữ vậy? Đẹp không? Đẹp. Mà sao nay sao vàng không mà trời. Trời ơi, vàng nữa kìa, vàng từ trên xuống dưới luôn á. Rồi nữa, người đẹp nữa, người đẹp nữa. Không, bây giờ làm thủ tục trước. Thủ tục trước nhận quà chị. Kính thưa cô Dũng. Kính thưa cô Dũng. Giảm thọ em anh thiện quá, em muốn quà nhưng em cần cần cứ nói phải mạnh mẽ lên. Anh đái giếng cho cô Dung phải không? Đại diện trời ơi, anh nói thiệt em, nếu có toilet rồi chứ có lái thì bậy. Đại diện ý là đừng có nói bậy á phải không? Dung anh ơi, Dung nói như này, Dung vẫn đại diện cho tất cả quý tất cả má Phú Nguyễn, tất cả bạn đây là cảm ơn lòng của Dung Anna Răng Anna đã tặng cho chị em chúng tôi một phần quà ngày 8 tháng 3 này nha. Cây kem đánh răng nè, cái này quà theo yêu cầu nha, quà theo yêu cầu đó nha, đó theo yêu cầu của Dung. Cái này nhưng mà cái này chị xài rồi chị thấy sao? Ok,
Ok à? Ừ. Bởi vì hỗ trợ cho bên ai hỗ trợ, mua không, không mua người ta ế rồi. Đúng rồi. Thằng ngoài đâu có mua được đâu. Đúng rồi. Ế luôn. Nếu mà ta ế thì kiếm đến dùng nha. Thằng ngoài là cháu em. Trơn rồi. Cháu em. Dạ. Cũng có chơi tinh dầu. Cảm ơn em. Rồi đi ra có quà biến người ta đến sớm. Vậy đó hả? Được Dung tặng như vậy quá là hạnh phúc rồi. Trời ơi, mấy anh mấy chị thích xài là em vui rồi. Mấy anh mấy chị xài là em hạnh phúc rồi. Em tài trợ suốt đời không? Nữa, tài trợ suốt đời nữa. Đâu bán gì đâu giảm thiểu đâu trời. Tại sao xuống đi ra? Có mà, em thấy bên kia giảm 50% không á? Không có tài trợ gì mà nhìn muốn được. Vậy đó hả? Nãy có coi cái chỗ mà bị đua mình mua đó. Thì hôm nay 8 tháng 3 thì cũng được các anh chị gọi gũ đi cà phê và lập tức là Dung có mặt liền cả nha. Đó rất là hạnh phúc. Đó chị Dung thì gọi từ sáng nè, thành ra là tranh thủ chạy qua luôn. Đáng lý là sớm nữa chạy qua chỗ anh Quý đúng không? Mà tại trưa nay em có dẫn nhân viên đi ăn. Báo có đăng. Báo có đăng hả? Báo có đăng. Báo có đăng. Báo ai. Dạ thì cũng báo thời tiết à, sẵn đây anh cũng nói chuyện này. Dạ thì ngày của ngày phụ nữ mà. Dạ ở đây có một tôi là đàn ông mà, nhưng mà tôi vẫn nhớ cái câu của Đức là cô Duyên mà hồi xưa tôi diễn ở sân khấu của Mập Bông Hồng á, thì ra ngày 8 tháng 3 thì bà đạo diễn á, bà mới nói Quý ơi anh tặng cho cái cô đó một món quà. Dạ. Mà cô đó là quý ai diễn là vợ thì giống như bây giờ bà này đi. Dạ anh làm cái này cho con nha, thì gửi tặng quà liền. Dạ. Thì tôi sẽ tặng cho bà, tôi nói em hôm nay ngày 8 tháng 3 bà Long ơi, tôi tặng cho bà Long ơi giặt cho tôi cái áo của tôi thay vì bà giặt, nhưng bữa nay tôi giặt giùm bà, tôi giặt giùm bà cái áo của tôi, hiểu không? À. Hôm nay ngày 8 tháng 3 tôi giặt giùm bà áo của tôi, bữa nay là anh phải giặt áo của anh luôn. Cái áo này là bà xã bà lo, nhưng bữa nay là cái ngày của bà không, tôi giặt giùm bà cái áo của tôi. Nội dung của cái cô hơ đó là vậy. Ngày 8 tháng 3 tôi giặt giùm bà cái áo của tôi. Nhưng mà như vậy cũng là quà rồi đó. Dạ. Giặt giùm chứ mà thường bà giặt không đúng không? Nên mình giặt giùm cho bà là quà đó, đúng không? Đúng rồi, nó ý vậy được ha. Nhưng mà bây giờ trong ngày 8 tháng 3 nè, theo như anh Quý thì anh thấy là phụ nữ như thế nào thì để có cái cuộc sống nó hạnh phúc đó, nó dễ hạnh phúc nhất á. Thứ nhất là người phụ nữ đó, thứ nhất là phải đẹp. Phải đẹp. Nghe lời. Phải đẹp phải trẻ nữa. Hai cái là yếu tố quan trọng nhất là người phụ nghe lời vợ chồng. Có những người phụ nữ mà lớn tuổi rồi thì nó cuộc sống với nhau là nó phải có cái tình. Dạ. Và bên cạnh nó kèm theo cái nghĩa thì nó bền bỉ. Còn cái nhan sắc thì phải theo thời gian. Dạ. Không phải vậy thôi, đàn ông cũng vậy nữa. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất mà bây giờ nếu nói tới phụ nữ là phải chúng nó đẹp trước. Dạ. Người phụ nữ phải đẹp. Đẹp mà đẹp từ bên ngoài lẫn bên trong. Lẫn bên trong. Dạ. Đẹp tâm hồn, đẹp ngoại hình. Dạ. Thì cái đó mới giữ được cái hạnh phúc dài lâu của người phụ nữ. Thì ở đây tôi có tất cả là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 phụ nữ, 7 nàng tiên. Mỗi nàng tiên ở theo cung bậc. Cũng có tuổi đời. Cung bậc bổng trầm. Cung bậc bổng trầm giống cuộc đời vậy đó. Thành ra nàng tiên nào cũng có nét đẹp riêng của nàng tiên đó. Dạ. Thì tôi cũng chúc cho những nàng tiên mà theo cái thời gian thì nàng tiên nào vẫn giữ. Và tôi thấy rõ là những nàng tiên mà ngồi đây đó, ai cũng đẹp trong mặt của tôi, người nào cũng đẹp đó. Đẹp tánh tình nè, rồi đẹp ngoại hình nè. Mà nếu như những ông chồng mà đang có bên cạnh đó thì người ta sẽ tặng cho các chị những cái nụ hôn nồng cháy. Còn tôi hôn vợ tôi trước. Đúng rồi, hôn luôn, hôn luôn. Nồng cháy xong là phải gặp Dung Hana. Tại vì trả hàm răng vừa cho em nuốt mất rồi. Trả hàm răng. Chị Vũ nói là sau khi hôn xong á thì phải nói là trả hàm răng của anh của em lại cho em có là nuốt mất rồi. Nói vậy là người ta làm răng dỗ mình á. Không. Cái đó là răng thao lắp. Đôi khi có những trường hợp mà nuốt mà phải không? Dạ. Có nè. Không, đôi khi mà răng tháo lắp á mà cái cầu ít quá nhiều khi mà dạ cái cũng bị nuốt mất. Chắc nhận là có mà. Không cả nó luôn á. Đang ăn uống mà nói gì đang nói này. Rồi vậy đi vỗ tay đi. Trời ơi. Hay quá. Cảm ơn bà. Muốn đủ mình thấy dùng lên. Bây giờ ở trong bàn còn một người lớn nữa là má đại diện cho phái nữ má.
Má bây giờ như thế nào má, làm sao mà để cái người phụ nữ trong gia đình đó là làm sao mà để cho cái người đó cảm thấy hạnh phúc rồi làm sao để cho người đó dễ hạnh phúc nhất á má? Thì má cái mỗi người có quan niệm riêng. Dạ. Nhưng mà thật sự thì người phụ nữ má không biết phụ nữ mình thì mỗi người một tính. Dạ. Ví dụ như người bất tiên nghĩ như người đàn ông mà gặp một phụ nữ phải đẹp. Dạ. Nó đẹp hay duyên dáng có duyên. Dạ. Cái đó là người phụ nữ mà được đó là dư điểm rồi. Dạ. Rồi sau từ quen cái gì đó rồi mới là nói chuyện qua là cái gì còn cái tư cách. Dạ. Của người phụ nữ cái tâm tình với lại cái sự người đàn ông. Thật ra má Nguyễn không lấy ví dụ của mình đi. Dạ. Ví dụ ngày xưa cũng như má gặp bố thì còn đi học mà. Dạ. Ra thì bố biết bao nhiêu bồn nhưng mà được cái mình được cái hiền. Dạ. Với lại cái sự gia đình của ba má cũng như ở trên bàn biết là gia đình ba Nguyễn hồi đó ai cũng biết là ở nhà đầu chợ cái nói chuyện gà đi qua ai cũng biết là ba của Nguyễn. Dạ. Rất là khó, thành ra mình được gia đình giáo hóa trong cái sự mà hơi nó đúng hơi hồi xưa chút. Dạ. Hơi khó tính cho nên con cái chị em tới 6 chị em gái 6 anh em trai thì mà ba má nuôi cho tới lớn nên thì gia đình thì nó đúng ra thì lớn lên đã cưới được một đàng hoàng. Có Nguyễn thì con cái thì lúc đó mình cũng theo mới rồi đó, nó cũng có một vài cái gặp ông xã cũng bị gia đình thì cũng làm khó dữ lắm. Dạ. Cái này cái kia nhưng mà ba nói cái duyên nợ mà con thích đó, thì con được sao thì cái chuyện đó thì tất tắc là người phụ nữ ai cũng muốn mình giữ người chồng mà vĩnh viễn ví dụ vậy, nhưng mà trong khi mà hai chồng không còn ở nhau có một cái điểm gì đó bất đồng dầu cái tuổi trẻ hay là khi lớn tuổi đó mấy chục năm vẫn còn cái chuyện có thể chia tay là chỉ có thể là người chồng có tài giỏi lại đào hoa chứ người vợ không thích cái chuyện đó thì đó hai bên xung đột nhau rồi từ từ đó muốn cho cái nhất là người đàn bà chịu đựng muốn cho yên ổn ở tới già tới bạc đầu nhưng mà cái sự chịu đựng đó mình thấy là quá rồi như quá sức rồi thì có thể là chia tay là do không phải lỗi người phụ nữ do cái người đàn ông ổng quá giỏi đầu hoa quá thì mình không chịu đựng được má thì quan niệm vậy nhưng mà bây giờ có những cảnh đó nhưng mà vợ chồng vẫn gặp nhau như bạn. Dạ. Không ở với nhau nhưng mà rất tốt. Ví dụ mà thử coi, ví dụ bây giờ với má Nguyễn mà như vậy mà người nào nghiếp má Nguyễn hoặc gì ổng bảo vệ là vẫn đứng ra bảo vệ. Dạ. Thật đó, đem cái sự của má ra. Dạ. Trong cái vấn đề mà má với bố không ở nhau được gì. Dạ. Nhưng mà cái tình gia đình hay cái gì nó vẫn tràn đầy. Không dạ. Ai nói xấu ổng được, hay không nói hay làm. Thật ra người phụ nữ mình vốn của mình đó là mình rất hiền lành, chung thủy, biết dạ. Mình giỏi giang chứ, mình không có gì nhất là gia đình bên chồng, hồi má được cái phước là gia đình bên chồng rất là thương. Dạ. Thành ra cái người phụ nữ mình có cái điểm là chịu đựng. Dạ. Đúng không? Chịu đựng dùng cho mình trọn vẹn cái này cái kia đó là người phụ nữ khác. Bài muốn hơn cái đó là ngoài cái ý một của người phụ nữ. Dạ. Nhưng mà người phụ nữ luôn, người nào ít nhiều cũng rất là hy sinh với chồng. Dạ. Cái điểm tốt đó. Dạ. Ý má nói con hiểu là má khuyên là người phụ nữ là hiền, tha thứ, hiền, có cái tính tha thứ nữa, chị Vũ. Đàn ông bay bướm thì đàn bà bướm bay á. Cái người ra bướm bay là ngồi đó. Cái người bướm bay. Thì không, chị Vũ rất là vui tính, cả nhà rất là dễ thương. Đó, dạ. Cái là mình nói gì với người đàn bà kiên nhẫn. Dạ. Ai cũng muốn một vợ một chồng vậy. Đừng. Kiên nhẫn, chịu đựng, tha thứ, bao dung. Dạ. Như bao dạ. Mình ở một cái xứ ai cũng biết như thế nào. Dạ. Mà cũng có cái gì cái đó mình phải chịu đựng thêm. Dạ. Mà nhất là chịu đựng không nổi rồi phải chia tay thôi. Dạ. Nhưng mà chia tay rất là cũng hay sức. Dạ. Sức người đàn bà phải nói là phụ nữ rất chịu đựng, không mấy người nào mà không chịu đựng hết. Dạ. Thì cái điểm mà chia tay là cũng là như vậy. Dạ. Cũng nhiều con. Chúng tôi là con lấy dạ. Một phần của má đây. Dạ. Má lớn tuổi rồi.
thật ra cũng có gì dấu kiếm. Dạ con cảm ơn má. Dạ nhưng nổi sau này khi nó trẻ là nên cố chịu đựng nhiều hơn. Bây giờ nó trẻ có chịu đựng mơ sống bay hả? Sống bay à? Không thì con cũng có chứ, mấy người bạn nó hầu như những người bạn nó cũng vậy đó nha. Bây giờ đó từ từ thấy hết rồi. Dạ tại má quyền là má này má có đầy đủ tại sao má chịu. Dạ yeah. Thôi con thấy là cứ nhẫn nhịn nhau rồi bao dung tha thứ rồi nhiều khi mà chồng mà có bay bướm tại chồng giỏi quá. Dạ thì theo như con hiểu ý má là mình nghĩ rằng thôi xài đồ ngoài đỡ hao đồ nhà. Nhẫn thì có nhẫn nhưng nhẫn mà không có nhẫn. Anh Quý nghe có vẻ cười kìa. Anh Quý nghe có vẻ cười kìa là chịu phải không? Bảo tồn cho nó mới quả. Đó. Nè. Bây giờ ngày 8 tháng 3 đây rồi con. Không giữ được cái chất lượng của nó. Giữ thất bại. Mà mình thở dài lâu thì ít xài chút. Dạ. Nó lâu mới. Rồi mình ra mình kiếm cái kia để mình trở lại thì cũng có được cái bộ mới. Không vấn bài. 8 tháng 3 đây có bộ mình ổng là anh Nam. Dạ dạ. Bởi vậy. Tao mới nói tao để dành mà. Dạ. Cũng như là cái má không nói thêm. Cũng như mà gia đình cái vấn đề nói đạo á. Dạ. Cũng như hồi đó bố thì công giáo. Dạ. Má là đạo Phật. Dạ. Đạo Phật mà cánh cống. Thì ông già ông xây cái chùa trời Kim Quang luôn. Xây yeah. chùa là gắn đứa con từ nhỏ lớn ông già đi theo yeah. tập kinh đi chùa. Nhưng mà khi mà biết là cái người thương má là Công giáo, nhưng ông bà già rất là đúng rồi hiểu ý yeah. biết đạo nào cũng đạo dạ dạ giữ ra má ra vừa đi nhà thờ mà đi đạo Phật cũng xong á. À có nghĩa là bên nào má cũng tin cũng tin tưởng rồi cũng phó thác hết dạ yeah. như vậy cũng hay bà già má của má đó dạ học trường nhà trắng ở Trần Định đó dạ dạ hồi đó nghe bà già kể bài à dạ như là bà già đã quen cái chai này tao cũng có uống trà tao uống mà như là bà già cũng nó rốt ra đây dạ dạ thành ra bà già biết nói rồi hỏi trường đạo đó mà bên bằng ngoại và trong đạo dạ bà già kể rồi sau này cũng như là không anh là nghệ sĩ không có đây dạ 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 thành ra bây giờ hai đứa nhỏ vẫn mang gặp nhau cũng đi ăn uống anh xin điều hòa dạ không má vợ vậy con thấy qua cái câu chuyện má chia sẻ là tụi con học hỏi được nhiều lắm dạ yeah. sống sao cho nó chịu đựng người đàn bà phải chịu đựng có thể là chịu đựng hy sinh phải không đúng rồi con thì nghĩ là mình không cần chịu đựng á má con chịu đựng chứ mình chịu đựng rồi chịu nổi mình phải chịu đựng qua cái sức chịu đựng má chấp nhận má mình chấp nhận thì dạ chịu đựng hy sinh dạ ok dạ khi về qua cái đợt đó rồi mình nghĩ lại sẽ ok tới cái mức đó rồi thôi không được gì thôi dạ bây giờ cũng như là không tình vợ chồng nó không còn nhưng mà đối nhau còn như bạn mà vẫn là tình nghĩa dạ tình nghĩa bạn bè chia thôi dạ mình hy sinh thì bây giờ con nói má này ngày nay ngày 8 tháng 3 ngừng bà phải dùng lên không chịu cái khỏi nữa tại sao vậy thì cả không cả năm được có ngày cả năm được có ngày thành ra mình có thoải mái dùng lên dạ thì thật sự là cái đời má bữa nay là bảy mấy rồi dạ để con đi lấy cho để con đi lấy cho khác rồi thành ra cái sự chịu đựng còn tụi con bây giờ như thế nào dạ dạ nhưng mà nhớ là mình lấy cái tâm của mình dạ chỉ tha chịu đựng sống vợ chồng dạ yeah. nương nhau đất trận này thì dạ yeah. phải là dạ dạ nó có thì mình tha nó đây còn nó nói cho em nghe dạ dạ sinh là đàn bà được gì dạ cái gì nó có tung ra giống như người đàn ông dạ rồi qua câu chuyện của má rồi của nghệ sĩ Phú Quý chia sẻ thì Dung hiểu được rằng phụ nữ thứ nhất là phải đẹp phải giỏi rồi phải nhẫn nhịn phải chịu đựng phải biết bao dung và đặc biệt nếu như mà nhà có địch thì đừng cố ý kiếm địch làm gì kệ nó người ta đã núp rồi thì thôi mình đừng cố mình moi dạ nhưng mà câu chuyện này đó cũng có chính lý tới gia đình hạnh phúc gia đình dạ nhưng mà đây là những người đàn ông với nhau dạ thì cái ông này mà hỏi thằng kia hỏi là mày phân biệt cho tao biết hai chữ giàu và nghèo dạ thằng kia nó nói dạ dễ thôi
thì trả lời đi, giàu sao nghèo sao, giàu á nghèo á thì đi xe ôm uống bia hơi, yeah. Còn giàu đi xe hơi uống bia ôm. Ngon ngon, chị Diệu ngồi cái bên kia là ngon ngon ngon. Đi xe ôm uống bia hơi. Dạ dạ. Vợ là ba. Chuyện gì xảy ra tại gì? Ta về với nằm trong lòng địch. Dạ. Thôi thì qua đây là cũng ngày 8 tháng 3, Dung cũng kính chúc cho lại cho các chị em phụ nữ và tất cả những chị em phụ nữ trên thế giới lúc nào cũng hạnh phúc và thực sự là an yên trong cái đời sống của mình, trong công việc của mình. Dạ, và Dung xin phép kết cái clip ở đây nha cả nhà. Dạ. Dạ, em xin phép tắt clip nha cả nhà ơi. Bye bye nha. Dạ.